Sau chung kết Champions League, Tottenham Hotspur phải nhận thêm một thất bại nữa trước Liverpool. Càng đáng tiếc cho thầy trò Mauricio Pochettino khi họ đã sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ nhất của trận đấu do công của Harry Kane. Tuy nhiên, với sức ép khủng khiếp, Liver đã lật ngược thế cờ với hai pha lập công của Jordan Henderson và Mohamed Salah trong hiệp đấu thứ hai. Để thua 1-2, Tottenham đã trôi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Ngược lại, với màn ngược dòng thành công, đội chủ sân Anfield đã tái lập khoảng cách 6 điểm so với nhà đương kim vô địch Manchester City. Cũng trong đêm qua, Arsenal và Crystal Palace hòa nhau 2-2 trong trận derby London. Norwich để thua 1-3 trước Manchester United và trận hòa 1-1 dưới Newcastle trước Wolverhampton. AC Milan đã chơi khá tốt ở trận chiến với Roma, nhưng trong ngày mà thần may mắn đứng về phía Roma, đội bóng của Stefano Pioli đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-2. Và thắng duy nhất bên phía Rossoneri được ghi do công của Theo Hernandez, trong khi bầy sói có được hai bàn thắng do công của Edin Dzeko và Nicolò Zaniolo. Chung cuộc, Roma có được chiến thắng 2-1 sau 9 vòng đấu. Bầy sói đang có 16 điểm xếp thứ 5, kém đội đứng trên là Napoli đúng 1 điểm. Trong khi đó, AC Milan chỉ có vỏn vẹn 10 điểm và đang xếp vị trí thứ 13. Một số kết quả khác vào đêm qua: Fiorentina để thua 1-2 trước Lazio, Atalanta đánh bại Udinese với tỷ số 7-1, Spal và Napoli hòa nhau 1-1. Đó cũng là kết quả trận đấu giữa Torino và Cagliari, và cuối cùng là chiến thắng 2-1 của Bologna trước Sampdoria. Sau khi đăng quang V-League 2019, Hà Nội tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình ở cúp quốc gia khi vượt qua kình địch Thành phố Hồ Chí Minh ở trận bán kết. Ba pha lập công của Omar, Văn Đại và Văn Quyết đã giúp đội bóng thủ đô giành vé vào chung kết. Ở trận tranh chức vô địch, Hà Nội sẽ gặp Quảng Nam, đội đã có được thắng lợi 2-1 trước Bình Dương ở trận bán kết còn lại. Đây là cơ hội tốt để thầy trò Chu Đình Nghiêm hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội ở mùa giải này. Theo lịch, trận chung kết cúp quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 10 tới. Không chỉ giành chiến thắng trong trận đầu tiên dẫn dắt Genoa, Thiago Motta còn để lại dấu ấn lịch sử ở Serie A. Trước Brescia, Genoa đã bị dẫn 0-1 sau hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Thiago Motta thực hiện 3 sự thay đổi người liên tiếp, đưa Kevin Agudelo, Goran Pandev và Christian Kouame lần lượt vào sân. Điều kỳ diệu đã xảy đến khi các 3 cầu thủ dự bị kể trên đều lần lượt ghi 3 bàn thắng từ phút 66 đến 79 để giúp đội chủ nhà thắng ngược 3-1. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Serie A, các 3 cầu thủ dự bị vào sân cùng một đội đều ghi bàn thắng. Ở vòng đấu tiếp theo, Genoa sẽ làm khách đến sân của nhà đương kim vô địch Juventus. Manchester United và Manchester City đang chạy đua giành chữ ký của tài năng trẻ Luke Matheson ở kỳ chủ nhượng tháng giêng. Theo Mirror, câu lạc bộ Ligue 1 Rochdale đã đưa ra mức giá khởi điểm là 10 triệu bảng cho hòn ngọc thô Luke Matheson. Hậu vệ phải này trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Rochdale khi anh ra mắt vào tháng 9 năm 2018, khi đó chỉ mới 15 tuổi và 336 ngày. Luke Matheson đã cực kỳ phấn khích sau khi anh ghi bàn thắng ở Old Trafford hồi cuối tháng 9. Huấn luyện viên Solskjaer đã giúp Man United trẻ hóa lực lượng. Vì vậy, những mục tiêu như Luke Matheson được cho là phù hợp cho kế hoạch lâu dài của câu lạc bộ. Sau trận thắng Norwich, huấn luyện viên Solskjaer đã báo tin không vui cho các cổ động viên Man United liên quan đến tình trạng của Paul Pogba. Theo đó, tiền vệ người Pháp sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng nữa vì chấn thương mắt cá. Tôi không nghĩ Paul sẽ trở lại trước tháng 12, cậu ấy sẽ vắng mặt trong một thời gian nữa. Cậu ấy cần bình phục hoàn toàn trước khi trở lại thi đấu. Có thể Pogba sẽ trở lại trong trận đấu với Sheffield United vào ngày 24 tháng 11 sau loạt trận quốc tế trong tháng 11, nhưng nhiều khả năng cậu ấy sẽ trở lại trong tháng 12, đó là chấn thương mắt cá khá nặng, cậu ấy cần thời gian để hồi phục hoàn toàn, nhà cầm quân người Na Uy chia sẻ. Tối 27 tháng 10 tại sân vận động Jamboree, tuyển nữ U19 Việt Nam đã có 3 điểm quan trọng ở trận ra quân trước chủ nhà Thái Lan tại bảng A vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019. Tuyết Ngân và Ngân Thị Vạn lần lượt lập công trong hiệp 2, giúp những cô gái Việt Nam có được thắng lợi chung cuộc 2-0 trước đội chủ nhà. Với 3 điểm có được, U19 Việt Nam tạm thời đứng thứ 2 bảng A khi kém chỉ số phụ so với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đội bóng đến từ Đông Á đã vượt qua Australia với tỷ số 5-1 ở trận đấu trước đó. It's all about